我好美，我好开心哦！哇，你看起雾了，我抓到雾哎！哇，好美哦！你有没有觉得很像岘港的那个黄金桥？黄金桥是弯的啦，弯的，这是直的。Cầu treo Thái Bình Vân là một điểm du lịch nổi tiếng của núi Mơ, Gia Nghĩa, là cây cầu treo cao nhất ở Đài Loan. Tuy là vào sáng sớm sương mù bay rất dày, làm cho tầm nhìn không xa, nhưng cũng là một trải nghiệm thú vị. Môi trường thoáng mát và cơ sở vật chất tốt, nên đây cũng là điểm tham quan khá lý tưởng cho các gia đình có em nhỏ và người lớn tuổi. Đây là thảo sinh thi, dùng lưu đó, đúng không? Thật sự muốn chơi.休息一下。你有看到什么你要吃的？这个可以炒一炒，很好吃哦。像这个路边的野菜，这个也可以吃。它有点苦苦的，非常好吃。是哈。以后如果没有钱的话，我们就可以一起去山上，我可以养你。希望不要有这一天。你看那一排，全部都是。姜哎，你知道这个姜的叶子也可以煮菜吗？然后你看这边，这一颗就可以做多少盘的凉拌木瓜。今天是料理节目，就对了。平常走在路上是不是都会注意有哪些东西可以吃？对，这个是萝卜干、山笋晒干，煮汤用炒的非常好吃。可以给你吗？可以回去煮。可以吗？可以，真的可以送你，没关系。哦，那我等一下去买一些，谢谢。那你要跟人家买啊？那我等一下买一些这个，那我先去把叶子。好，我先去把叶子，等一下回来。自然的很香哦。好。帮我倒咖啡，这是第一款。对，第一款水洗。你是一段一段喝，刚先喝最不酸的，现在是中度的。对，越来越酸。Đây là trang viên Top One Coffee, không giống như những tiệm cà phê bình thường khác, mà nó giống như một ngôi nhà riêng, có cảm giác gần gũi hơn.Chủ quán kiêm luôn vị trí nhân viên pha cà phê. Anh ấy đã cho chúng tôi thưởng thức cà phê địa phương. Hương cà phê bay hòa với sự yên tĩnh của không gian nơi đây. Thực sự là một trải nghiệm rất tuyệt vời. Cảm ơn. 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 Cảm ơn.用钱包哎、欸，真的、哦，真的啊！我以前都是存在这里，我拿钱找你。超可爱的，太姓严，太姓严怎么意思？太高兴的严，有可能。今天真的是健康的行程哦。对。今天的运动量很不错。这边的鸟声更清楚了。来这里不需要说什么，一边走一边听自然的声音就好了。对，我现在很久没有这么抖了。因为看见你吗？应该不是哦，你天天看见我。那边好像有一个先生，他长得很像我的爱人。我刚刚帮你配了一段 OS。真的吗？嗯。谢谢你。加油！con đường leo núi Thai Sinh Yến len lỏi giữa rừng cây và vườn trà, môi trường sinh thái dọc đường rất phong phú, tiếng chim hót liên hồi. Sau khi leo lên đỉnh núi,
Quang cảnh bao la làm cho trái tim và tinh thần ta cũng trở nên sảng khoái và mở rộng hơn. Cậu cậu thay của Mẹo cậu cậu à. Mình cậu 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 这边是一个茶园，然后有一个凉亭。你站在那边，我帮你拍一个帅气的。很帅气哦。trải nghiệm văn hóa trà đạo ở vùng núi Mù Sương, thưởng thức vị trà ngon trong miệng, hòa mình vào không gian thiên nhiên là một hoạt động đáng thử ở nơi đây.帅哥是我们嘉义县的翁县长。嗨，千宏好，哎，千宏好，好，县长，给你30秒业配一下嘉义县。哇，30秒就是业配这么短啊？对。嘉义县你现在看到整个都是茶园，而且嘉义县呐、啊，因为有高山，所以就有高山茶。嘉义县要升为高山茶，要海拔800公尺以上，那嘉义县的茶大概在800公尺到1480公尺啊，因为这边常年云雾缭绕，而且、啊、日夜温差大，所以农业。看纬度跟气候，纬度气候好，农业就好。这个地方刚好是纬度、气候、日夜温差，所以所有的好处都在这边，所以这边的茶是最棒的。哇！哎呀，很专业，很准呢。Ở đây còn có một kỳ quan nữa. Theo lời kể của trưởng thôn, thì mỗi năm khi tiết bạch lộ tới, sẽ có hàng nghìn con diệc đầu vàng bay lượn quanh đây. Chúng tôi thật may mắn khi được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp này.越南话说吃饭要怎么讲？不是安根，这个人出现了。安什么？还有那个，伊嘛是去做，跟你们开百几万块，结果我报伊去听话，伊讲没那些，我去讲。你有特别去学？对啊，伊嘛给钱我讲，真的是这样。啊，谢谢。县长，有，请问我们可以邀请您跟我一起到茶园去拍个照吗？不是撩妹文啊，撩。撩叔文大叔，欧巴，还有局长。还有村长，村长，然后我们可以一起去茶园拍个照吗？可以啊，没问题啊。谢谢。Video ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Còn có rất nhiều những địa điểm thú vị khác ở Gia Nghĩa. Các bạn hãy lên kế hoạch cho chuyến đi thăm Gia Nghĩa vào một ngày gần nhất nhé.